Thế biểu diễn cắt cái chùm nho, à thu hoạch cái chùm nho này nhá. Đây, đầu em thu hoạch cho mọi người xem nào. Khá to này. Đưa tay từ trên này này, đấy. Kéo. Kéo này cũng khá là bén. Thôi, khá nhỏ. Ôi, còn cắt lá. Xin chào quý vị và các bạn. Mình đang có mặt tại vườn nho của Chimmy. Hôm nay thì tại Chimmy Farm sẽ được bắt đầu thu hoạch nho nhá. Này các bạn. Rồi đánh kêu em ra. Hướng dẫn về hái nho để nhờ cho các bạn thử nhé. Đây, khách hàng đã tới rồi này. Mình ăn thử nho tại đây ạ. Đây, ok. Không cần ăn thử. Đây, nho để cho khách ăn thử. Dạ vâng. Đấy, cứ ăn thử một trái đi ạ. À. Ngon. Đồ trang sách giỏ đi, để cắt thêm một ít nho nữa như thế nào. Để cho khách xem. Con ăn mình ăn thử nho này nào. Đi đi. Chung nào, chung đi, chung đi. Xong rồi bé. Bạn nhỏ nhưng xung lên chung. Pin này vào. À rồi, ok. Còn vào đây là bạn bao nhiêu tiền điểm bấy nhiêu. Pin với sóc chung. Pin với sóc chung. Pin với sóc chung. Em hướng dẫn cho khách là 4 năm luống trở lại đây thôi nhá. Và ngoài kia thì có cả ổi để hái, ổi để thu hoạch. Có cái từ dây đỏ ấy. Mình có đây. Giống nhau. Đấy, đã chuyển sang màu thơm đen thẫm rồi đấy. Đây, chùm này to quá này. Đấy, chùm này phải hơn cân đấy chứ nhỉ. Cân 2 cân đấy. Đâu Trang ơi, ra biểu diễn kỹ thuật cắt nho cho anh xem nào. Đây, đã có những cái hàng đi thu hoạch nho rồi đấy. Để thưởng thức một trái nho trước. Cái này ấy không, cứ cắt nhỏ nhỏ ra nhá. Khách cho khách thưởng thức. Đây, chùm nho to này. Quả nho to đùng. Ngon ngọt rồi đấy. Hâm. À, khách ăn cái nào thì em ở có thể cắt vài ba em trái đưa cho khách nhá. Vâng. Nhìn trong vặt này khách ăn rau kỳ lắm. Đâu Trang đi biểu diễn cắt nho. Đi đi anh quay cái tay em thôi, nhanh lên. Trời ơi, không quay tay em. Cái tay em cắt nho thôi, chọn mấy cái chùm nho ấy đi. Để hướng dẫn cho khách có thể thu hoạch nho. Đâu cái giỏ đâu, nhanh lên. Nào nhanh lên Trang ơi. Thu hoạch nho. Đâu ra đây biểu diễn hướng dẫn hái nho xem nào. Trời. Con gì đây? Cái này đã bắt đầu đỏ thẫm rồi đấy. Cái này ngọt này. Đây qua đây. Cho em cắt chùm nhỏ thôi, còn chùm to này để cho khách cắt nhá. Ôi đây bên đây. Em thấy cái chùm này đen chưa? Mà chùm này có vẻ hơi khó cắt đấy. Khó cắt rồi. Khó cắt thì không phải vấn đề nhưng mà vẫn khó cắt bỏ qua đâu, để chùm nào dễ hơn này. Để biểu diễn cho khách nhìn cho dễ nào. Chùm này được không? Hôm nay chưa đen lắm hả? Chưa. Chùm nào đen đen hơn đi. Khó cắt chùm để biểu diễn nào. Đâu con đi hái nho chưa? Đây, hai chùm rồi này. Đây, mấy cái chùm này nó to dài quá này.
Đâu? Anh biết được chùm nào chưa? Em biết được nhiều đó nhưng mà... Nhưng mà sao? Không dám cắt hả? Không, tại vì mấy cái chùm to to là... là để dành cho khách, khách cho khách cắt nên mình phải đưa những cái chùm nhỏ nhỏ thôi. Và khách hàng để đây, đây ăn thử nhá. Con nghe này cô tí ơi. Đâu Trang đâu, kia một chỗ biểu diễn. Ô đâu rồi, chừng nhau có... Cái này gói lại cho nhanh chín ấy. Ừ. Ôi trái nó ken vào, chi chít vào này. Ô. Đấy, cuối cùng đi hết mấy luống nho rồi chưa biết thu hoạch chùm nào đây. Đấy, mấy cái chùm to to để phải nhường khách thu hoạch chứ. Thôi phải có cắt chứ để biểu diễn cho khách coi nào đây. Ồ. Để em kiếm được chùm nào chưa? Em không nỡ. Không nỡ hả? Nhìn nhiều mà cắt chùm nào chả được nhưng mà không nỡ. Đấy, đi chùm nào đen đen cứ cắt đi, đằng nào cũng cho khách ăn thử mà. Ôi chùm này to quá nè. Đấy, nhìn thích quá. Thì quý vị và anh chị các bạn sẽ cân nho ở đây à, báo giá tiền. Các bạn sẽ gói nho, gói vào cái túi này à? Cái này gói chưa? Cái này là chưa. Nó gói vào, Trang đang gói à? Ồ, phải đợi Trang gói. Chị, em gói đi. Ừ, em gói đi. Gói nhỉ chị? Ừ, gói đây. Cuốn vào. Chưa em gửi ạ. Đâu, cuốn vào biểu diễn đi coi nào. Được không? Vừa không? Rồi, cảm ơn chị. Sẽ biểu diễn cắt cái chùm nho, à thu hoạch cái chùm nho này nhá. Đây, đầu em thu hoạch cho mọi người xem nào. Khá to này. Đưa tay từ trên này này, đấy. Kéo này cũng khá là bén. Thôi, khá nhỏ. Ôi, còn cắt lá. Đây, nhìn trông xinh chưa? Đâu, cái giỏ của em đâu? Đâu, để vào giỏ xem nào. Đây. Đấy. Chùm nho này là khá đỏ thẫm, khá là ngon rồi này. Ừ, mọi người sẽ xách giỏ như vậy nhá. Đó, đầu cô gái xách giỏ nho cho con nào. Bạn ngại bạn đi luôn rồi kìa. Đây và quý khách có thể tới. Chùm nhà này sẽ cho những quý khách may mắn. À, để đây thử nước nho nha. Đây, mình để đây này. Ồ, nó là hơi nóng đấy em ạ. Ồ, đây. Và mọi người có thể ăn thử nho tại bàn này nhé. Đây, mình sẽ có cái quầy ngay tại vườn. Đây, em cho khách ăn thử nho luôn. Đây, những chùm nho chín đen rồi các gia đình ạ. Hãy tới với chị My để cùng nhau hái nho nhé. Và hẹn gặp lại các gia đình ở chị My Farm để cùng nhau thu hoạch nho. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.